dài trông đẹp nhưng lại thường dễ rối ở phần thân và ngọn tóc. Dựa trên thước đo độ của tôi, tóc dài bắt đầu rối từ điểm 6. Đây là phần tóc rất cần dầu xả. Sử dụng dầu xả Sun Silk cho tóc suôn mượt đến tận điểm 10. Dầu xả Sun Silk cho tóc suôn mượt hoàn hảo đến tận điểm 10.